khốn nạn kia! Tại sao điện thoại vào nữa mà cô bỏ quạt Ngôi sao Instagram bán hết toàn bộ chai đựng nước tắm của mình được ba quả. Có hôm nào mình cũng nên đi tắm xong rồi mình bán nước tắm cho các bạn không nhưng mà mình có tắm bồn đâu nhỉ vâng xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ đến cái chủ đề như mở đầu video anh Thor đang hết sức giận dữ bởi vì là anh mới mua một cái chiếc điện thoại samsung có quảng cáo kháng nước sau đó lên asgard anh cũng mang vào bồn tắm anh tắm thế nào xong rồi máy lại ngỏ mất thì mới đây samsung đã gặp một cái chuyện không hay đó là cụ thể họ đã bị một cái tổ chức ở bên úc bị kiện tại vì là quảng cáo cái khả năng kháng nước biển của các thiết bị galaxy a Thế thì bây giờ ta sẽ cần phải nói về cái việc là điều đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào Có phải Samsung nó trí trái hay không hay là đơn giản đây là lỗi của người dùng Điều đầu tiên đó là mình sẽ nói một chút là các bạn biết Galaxy A hay là Galaxy S hay là Galaxy Note Hiện tại rất nhiều dòng sản phẩm của Samsung sẽ có kháng nước Thường thì nó sẽ đạt IP68, trước đây anh ta sẽ còn có cả IP67 Một số dòng điện thoại sẽ có đạt tiêu chuẩn IP53 Để nói về việc chỉ kháng nước Và cái thông số của tiêu chuẩn IP thì mình hình như đã có video nói rồi còn chưa nói là các bạn thì bình chọn có màn hình thì mình sẽ làm cho. Thế nhưng cái vấn đề đây ấy, là tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn nếu mà nhiều người chưa biết ấy, nó là chỉ nói đến cái việc là sử dụng trong cái nguồn nước sạch miễn là không phải là nước biển, nó không phải là nước mà các bạn ăn đi ăn lẩu, không phải là nước sông tô lịch, không phải là nước sướng cũng không phải là nhất là cái nước tắm của em gái trên Instagram kia. Bên cạnh đấy nữa, để mình nói các bạn biết về những dòng Lancia, Hiện tại thì mình đang tham khảo tại website Hoàng Hà Mobile có những cái dòng Galaxy A đang bán như Galaxy A30, Galaxy A50 giá 6990 bây giờ chỉ còn là 5 triệu 990, Galaxy A70 giá chỉ còn là 7 triệu 990 và tất cả dòng Galaxy A này đều có đặc điểm là gì? Không có kháng nước các bạn ạ. Vâng. Cái tính năng kháng nước dòng Galaxy A hồi xưa đã bị bỏ đi rồi và bây giờ các dòng Galaxy A sẽ không có khả năng kháng nước nữa. Và mình sẽ để link mô tả cho bạn nào muốn tìm hiểu về những chiếc điện thoại Galaxy A này ngay tại Hoàng Hà mua được giá tốt nhất và cũng như nếu muốn mua kháng nước thì phải mua S10e, S10 và S10 Plus cũng tại Hoàng Hà Mobile. Và đương nhiên với cái việc nếu Samsung đã đưa ra một cái clip quảng cáo mà có liên quan đến khả năng kháng nước Mà vô tình người dùng họ dùng và nó bị rơi xuống nước thì sao Cụ thể cho biết Samsung Australia đã từ chối một số trường hợp bảo hành cho thiết bị liên quan đến dính nước Ở trường hợp xấu nhất Samsung sẽ bị cái tổ chức ở bên Úc đánh thuế lên đến từ 7 đến 10% thu nhập Và các bạn đã biết rồi không chỉ riêng Samsung Australia đâu mà tất cả các cái nhãn hiệu khi mà điện thoại của họ có kháng nước Họ cũng có tung ra clip quảng cáo kháng nước ở dưới mưa hay gì đi nữa nhưng nếu mà người dùng để điện thoại mà dính nước lăn ra chết thì các bạn sẽ không được bảo hành đó đây là một cái điều mình phải xin khẳng định lại một lần nữa là điện thoại các bạn có kháng nước ip có mấy chục nữa thì họ sẽ không bảo hành đâu đây là một cái vấn đề mà mình đã từng nói trong rất nhiều video bởi vì sao đây chỉ là kháng đề phòng trong một trường hợp vô tình xảy ra một cái tình huống nào đó xấu và các bạn sẽ được bảo vệ mà thôi thế thì cái việc ở đây đó chính là cái điều kiện lý tưởng người ta test điện thoại kháng nước đó như mình đã nói và khi mà các bạn đang ngoài đời thì không có điều kiện lý tưởng đấy có thể bạn đang dùng chiếc điện thoại giữa trời nắng nồi trang trang xong bắt đồ lộ đấy nắng cực như thế điện thoại các bạn theo nguyên lý thì nó sẽ bị giãn nở các cái chi tiết ra và khi đó do cao su có thể là sẽ không được chắc chắn chỉ cần bạn xuống nước biển một phát nó là là chết trường hợp thứ hai đó là đơn giản là điện thoại bạn dùng quá lâu rồi lúc đó thì các cái chi tiết các bạn tháo là lắp vào cắm sạc các thứ linh tinh làm cho các cái cổng kết nối là không được bảo vệ kỹ bởi là cái giòn cao su các bạn là là chết chết quạt bây giờ nó nhầm điện thoại các bạn là nó chết chứ và cái thứ ba đó chính là cái việc ngay cả những cái thiết bị này thì các bạn phải hiểu ấy cái tỷ lệ rủi ro khi mà gia công nên sẽ không gì đảm bảo điện thoại các bạn sẽ kháng nước 100% trăm và mình đã chứng kiến một người đó là đi biển nhảy xuống biển sau đó điện thoại lăn là, là chết và chưa kể nhá khi mà các bạn dùng điện thoại ấy, thì muối biển sẽ vô tình làm ăn mòn các cái chi tiết của chúng ta ra và ảnh hưởng rất nhiều đến cái độ bền của máy Tóm gọn lại thì Samsung bị phạt về cái vấn đề quảng cáo điện thoại kháng nước ở dưới biển cũng là điều hợp lý Bởi vì đúng ra thì cách tổ chức này cho rằng chỉ nên quảng cáo kháng nước đối với lại những cái nước sạch trong điều kiện đầy đủ và ngon lành cánh đào Các bạn thấy ngay cả Apple và rất nhiều hãng chỉ chủ yếu quảng cáo như là có nước dội vào hay là nước mưa thôi Chứ còn nếu mà xuống tận nước biển thì thực sự rất là nguy hiểm rồi Những thiết bị thường như kiểu GoPro thì mình thấy hình như có quảng cáo lại đấy thì phải và thứ hai đó là cũng là lời nhắc nhở cho mọi người thứ nhất là đừng tin quảng cáo chết thì xem quảng cáo quạt và bên cạnh đấy là đừng có mà dại dột đến điện thoại để mà xuống biển để tắm để bơi bất kỳ ừ. một cái gì tránh ra các bạn nhé bọn mình ngay cả nói nhớ clip b phone ba mình làm không? mình bảo là cái này các bạn không nên làm theo mình chỉ làm để test thôi chứ mình không khuyến khích các bạn bởi vì nó sẽ có rủi ro nhất định và đừng quên truy cập vào link mô tả tài khoản giá bán những chiếc galaxy a để ủng hộ samsung bởi vì úc mà bị phạt thì việt nam thôi thì donate cho samsung cũng được để mà người ta còn gỡ gạc lại tí nào bởi vì những chiếc máy uh, galaxy a tại hoàng hà giá cực kỳ tốt